Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Trinh 5 từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, mang theo thiết bị thăm dò sao hỏa Thiên Vấn 1. Đây là sự kiện đánh dấu những bước đi đầu tiên trong sứ mệnh thám hiểm hành tinh đỏ của Trung Quốc. Mục tiêu của sứ mệnh lần này là đột phá các công nghệ cốt lõi trong thám hiểm sao hỏa, bay quanh thăm dò sao hỏa, thu thập các dữ liệu khoa học, đạt những bước tiến công nghệ trong lĩnh vực thăm dò không gian sâu, thiết lập hệ thống công trình thăm dò không gian sâu, độc lập tự chủ của Trung Quốc. Thiên vấn 1 không chỉ là tàu thăm dò sao hỏa đầu tiên do Trung Quốc chế tạo hoàn toàn, mà còn mang theo cả tàu bay quanh quỹ đạo và robot tự hành. Thiết bị này sẽ tới sao hỏa vào khoảng tháng 2 năm 2021, sau đó sẽ ở lại hành tinh đỏ trong 90 ngày sao hỏa, tương đương khoảng 92 ngày trái đất. Nếu các nhiệm vụ diễn ra đúng tiến độ và thành công, Trung Quốc sẽ trở thành nước thứ ba trên thế giới đưa tàu hạ cánh xuống sao hỏa.